Em hay đắp lên. Quay cái đấy tị tiết rồi em quay đấy. Không, không phải. Khác hay khác à? Em tị kia kìa. Ôi ông hay hay thân không ý? À, ông, đúng rồi. Không có một ông. Giờ dạo này ông ít quay. Anh thì gọi là gì? Em L2T. Rồi em lên chụp vui, anh em biết ra mà muốn. À, rất thích cái hòn đá, rất thích cái hòn đá kia. Tức. Đây là hay 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 là đúng rồi, hay 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 À, vâng, bác sắc ý, bác ấy có cây rồi, có hết bác làm được. Còn bác kia, mấy bác kia bác chỉ đi quay, bác không biết nhiều. Quay à. Bình Nguyễn thì nhiều khi không hiểu nhiều, nhưng cái quê duyên người ta. Cơ bản là người ta đi nhiều thì người ta biết ít thôi, chứ về cái cơ bản gốc người ta không có. Bao giờ người ta phải tự làm ra những cây ấy. Có chuyên môn để nói rồi. Có nhiều bình viễn này nói duyên hơn. Bác đấy thì bác ấy đi nhiều hơn, bác ấy đi khắp anh có điều kiện đi nhiều. Em đi làm sắp phải vào công ty rồi. Chỉ lướt được tí rồi té chơi rồi bác. Quay về lên anh em xem ví dụ thích cây nào ra lấy, bác là bảo lấy hộ thì em lấy. Đây quay xong tí mới đăng lên luôn này. Không, chắc cũng tùy, có thời gian thì mới đăng được. Anh gọi là HT à? L2T. L2T. N. L2T. N2T Entertainer. Mấy bác xem bác ra lấy mấy cây này gặp nhau chả biết. Không biết. Chỉ biết trên video. Quay đấy chẳng quay mặt mấy. Vâng, quay cây quay mặt làm gì. Có mỗi cái cây túc này là mới. Cây này là hơi cũ rồi. Lại kia có cái bố có mấy cây hay khác. Cái túc này bao tiền không? Cái túc này bao tiền? Cái nào? Cái túc đấy. Mày đấy á? Cháu cứ hỏi cho anh em biết. Ai chịu dưới? Nếu cháu lấy thì giá khác đâu. Thì bớt tí thì là rồi, ok. Thế là hiểu. Đấy. Đấy. Quen rồi. Đấy. Có người giá ta 2 triệu 2 này không bán. Đấy. Đâu, hai quay đi thì nhắc mặt các bài 2. Hết rồi đó. Không có ai để ý mấy, cháu để ý cây này. Ba ông mà chỉ thì đằng 2 triệu rưỡi mà một đằng chỉ bớt có 200 bán đấy. Ba ông đấy mà làm ở bên bộ đấy, công an đấy. Bán cho người ta. Cái cây mà một cây nó có cả quả cả riếc, một cái núi tựa sơn, một cây tựa sơn như vậy làm gì. Chung là riêng cháu này cháu thích cây này. Còn... cây tựa sơn như gì đấy, không biết cây tựa sơn như gì. Cây này là cây tựa sơn, làm theo cái dáng tựa sơn là cái hòn đá như cái sông. Các bố khác có thích không biết, nhưng mình thích cây này. Đấy. Cái mai này bao tiền đấy? Cây 3 triệu. Đây, đây, chị Thủy. Đấy. Mình đã thích rồi thì cây chẳng có giá nào mà đã thích. Rồi. Bánh bao đây. Đây khi mình thích rồi. Rồi. Người thấy mỗi người thấy một nét. Sao bên này xem nào có cái gì không? Anh không? Anh cho em học bài đâu. Lấy
đi ra đây thấy không khí nó rộn rã lắm. Chả mua thì mình bàn bạc nhau, bình luận bình phẩm về cây. Thật ra chú bố nhạn đi. Tự nãy xuất được cây nào chú bố? Nghệ nhân này. Ra đây có một cái cây đây có một cái cây mẫu đơn mà đã nhìn thấy này. Đây cây mẫu đơn ta đẹp quá. Mỗi ngày nó một xù ra. Hả? Mỗi ngày nó một xù. Không, xù to. nhưng mà đây mới là cây rẻ này. Đây mới là cây gốc này. Không. Cây bên này là cây con. Gốc cắt em cây to của nó bên kia. Cái này đây này. Đây này. Cái này phải 25 năm. Lâu lắm đấy. Cái này phải cây tầm 20 năm rồi. Vì nó ở trên trọng. Vâng, nhìn lâu lắm. Đây, người ta đã xuống đây rồi. Rồi. Cắt nhiều. Cắt giật lên. Đây này. 5 triệu. Chung là cũng xứng đáng lắm. Đúng rồi. 6 năm triệu. Nhưng mà cây này mà vào đây em để hai nhà anh em sẽ tạo chỗ này thành mẹ như một cái mẹ. Em sẽ khuynh như này ra, căm viên đá này ra. Em sẽ tạo ra như một người phụ nữ. Đấy, bây giờ lại có nhiều cục vàng mới. Như một người phụ nữ đang nặng mẹ. Đúng rồi. Em nói đúng không? Em cắt ra. Đúng rồi. Cắt cái thân này đi bác nhá. Cắt cái bên này đi nhá. Con này sẽ đưa một cục đá to vào đây cho nó banh ra, hai này đưa xuống thành chân, cái này đưa xuống thành bèn, đúng không? Đúng hay nhưng mà tán nó đang ổn rồi, làm thế thì không? Thế đưa đá không? Đâu hòa gì cơ?
Đây về đi ăn cưới. Cứ để cho em đi. Đây đâu cũng mang đủ tiền đâu. Đi đâu em đi nhận tiền cho nào đấy chưa? Đây đi đám cưới. Ông chị bảo này, chốt 3 triệu 7. Quá hợp lý.